Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật thú vị và đáng yêu, đó chính là rùa. Rùa là một loài động vật bò sát, sống chủ yếu dưới nước, nhưng cũng có một số loài sống ở trên cạn. Chúng có một vỏ sò cứng bảo vệ cơ thể, và khi cảm thấy nguy hiểm, rùa có thể rút đầu và chân vào vỏ để tự bảo vệ. Bạn có thể nghĩ về vỏ sò của rùa như một căn nhà di động rất đặc biệt cho chúng. Một điều thú vị về rùa là chúng có thể sống rất lâu. Một số loài rùa có thể sống đến vài trăm năm. Đó là một khoảng thời gian rất dài, phải không? Chúng ta có thể học được nhiều điều từ việc sống lâu dài như rùa, như kiên nhẫn và sự bền bỉ. Rùa thường được biết đến với việc di chuyển chậm rãi, nhưng đó chính là một phần của cái đặc biệt và dễ thương của chúng. Chúng thích thư giãn dưới bức bình minh ấm áp hoặc bên bờ hồ trong bóng cây xanh. Rùa là những người bạn tốt trong thế giới động vật. Chúng giúp kiểm soát số lượng rêu và giữ cho hệ sinh thái nước cân bằng. Rùa cũng là những người lữ hành tuyệt vời, có thể đi xa để tìm thức ăn hoặc đẻ trứng. Nếu bạn nhìn thấy một chú rùa, hãy nhớ luôn đối xử tốt với nó nhé. Rùa có thể là những sinh vật nhỏ bé và dễ thương, nhưng chúng cũng cần được bảo vệ và giữ gìn môi trường sống của mình. Hy vọng bạn đã thấy thú vị khi khám phá về thế giới tuyệt vời của rùa. Hãy giữ tình yêu và tôn trọng cho những người bạn có mai này nhé!